Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Xe Cỏ Review nha. Mình là Hưng Xe Cỏ và trước mắt mọi người đây là em Honda SH Vectro Limited. Đây là xe SH Ý ha. Thì chiếc xe này nó cũng về đây cũng khoảng 2 tháng rồi. Chắc cũng rất là nhiều anh chị em biết tới cái chiếc xe SH Ý này. Và hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2024. Thì hôm nay là thứ 6 ha. Và mình có một cái thông báo nhỏ nhỏ cho anh chị em nào đang quan tâm muốn mua xe chiếc SH 150i nhập Ý này á, thì anh chị em liên hệ sớm với mình. Và hiện tại thì trong cái lô cuối tháng 9 thì chỉ còn đâu đó là 1-2 xe nữa thôi là hết nha anh chị em. Nếu như anh chị em muốn có sớm vào cuối tháng 9 thì anh chị em cứ liên hệ với mình nha. Còn nếu mà hết xe thì phải đặt vào cuối tháng 10 mới có xe. Đấy, và mình nghe thông tin đâu đó là trong cuối tháng 10 nữa thôi là cái dòng xe SH Vectro này nó cũng hết hàng luôn nha. Không có còn xe để đem về Việt Nam nữa đâu. Đó, thì chiếc xe này là một cái phiên bản đặc biệt. Đã rất là lâu rồi, cái dòng xe SH Ý này nó không có xuất hiện ở Việt Nam. Nay thì nó có phiên bản đặc biệt, thì mới đem cái dòng xe này về để phục vụ cho anh chị em. Đó, thì dàn áo của chiếc xe này thì nó cũng cực kỳ là độc đáo ha. Rất là đặc biệt với dàn áo là nhựa thủy tinh trong suốt ha. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là nó có thể thấy được vào bên trong luôn, thấy những cái linh kiện của xe. Đó, và mọi người mua xe thì cũng nên chú ý nha. Bởi vì cái dòng xe SH Ý này á, bên mình về là đã làm ra đăng kiểm, đã đăng ký biển số cho cái lô đầu rồi. Và hiện tại là sau 2 tháng anh chị em đã có biển số để chạy trên đường rồi nha. Chỉ có những cái lô mới về của đợt sau thì mình phải đợi tầm 1 tháng mới có đăng kiểm để mà đăng ký biển số. Đó, mình cũng luôn tư vấn cho anh chị em là như vậy. Và chiếc xe này nó về thì đâu đó trên thị trường thì cũng có những cái nơi khác họ bán, nhưng mà anh chị em thì cũng lưu ý là xe SH Ý là nó sẽ có tem Limited Edition, cũng như là trên giấy tờ đăng kiểm của nhà nước á, nó sẽ có là SH150 hay là SH125 Limited Edition nha anh chị em. Đó, thì anh chị em lưu ý là trên đăng kiểm của chiếc xe, bởi vì đây là chiếc xe phiên bản đặc biệt, cho nên trên giấy tờ của nó sẽ thể hiện là chiếc xe đăng kiểm chiếc xe phiên bản đặc biệt luôn nha. Đó, thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy nè, trên cái tem năng lượng của nhà nước cấp cho chiếc xe thì mọi người có thể nhìn thấy nè, chiếc xe này đi là 2,16 lít cho 100 cây ha, thì đâu đó nó cũng đi được 40 mấy cây một lít thì cũng rất là tiết kiệm xăng, tiết kiệm hơn rất là nhiều so với những đời cũ 2011, 2012 nha anh chị em. Bởi vì đời mới bây giờ thì xe càng ngày nó phải càng hiện đại và nó cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đó, xe hiện đại là xe nó trang bị bánh mâm nè. Có ABS, có phanh đĩa trước sau, có ABS luôn nha, chống bó cứng phanh. Đấy, cũng như là có kiểm soát lực kéo traction control. Đấy, giúp cho mình không có bị trượt, không có bị sàn xe khi mà đi phải những chỗ có nước nè, trơn trượt hoặc là đường có cát. Đấy, hệ thống traction control thì nó sẽ đảm bảo được cái tính an toàn và cái ổn định của chiếc xe ha. Và để mình quay lại mình nói cho anh chị em biết về cái phiên bản này. Thì ở đây trên cái tem nó cũng có thể hiện luôn là nhãn hiệu của Honda. Đây là xe Honda ha, nhưng mà được sản xuất tại Ý và được nhập về Việt Nam. Và tên thương mại của chiếc xe này trên giấy tờ đăng kiểm sẽ là SH150 Limited Edition. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy ha, Limited Edition. Đó, một cái thể hiện rất là đảm bảo cho anh chị em đây là cái xe phiên bản đặc biệt. Và cũng được nhà nước chứng nhận, nhà nước cấp luôn. Đấy, và nhà nhập khẩu là ở đây, tên công ty nhập khẩu ha. Bởi vì xe này là xe nhập khẩu, không phải là xe lắp ráp, cho nên nó phải là cái nhà nhập khẩu là ở đây. Đấy, không phải là xe lắp ráp ở Việt Nam. Và dung tích xi lanh của nó là 157cc. Thì tên xe là 150. Đó, tên xe là 150i. Nhưng mà dung tích của nó, dung tích thực của nó là khá lớn, 157cc, gần 160 luôn. Đó, một cái công suất khá cao nhưng mà tiết kiệm nhiên liệu chỉ có 2,16 thôi, 2,16 lít cho 100 cây. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy ha. Đây là tem của nhà nước cấp chứ không phải là tự bịa ra nha anh chị em. Một chiếc xe cực kỳ độc đáo của nhà Honda. Thì tiếp theo đó thì mọi người cũng có thể nhìn thấy nè, xe SH Ý thì nó chỉ có hai cái nút bấm A và Info A và Info B thôi.
nó không có cái nút gạt giống như là SH Việt Nam ha. Thì chiếc xe đắc ý thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nút info A, info B để chỉnh hai cái đồng hồ trên dưới đó. Và dàn áo thì mọi người có thể thấy rồi, xe SH Vetro thì là màu xanh ngọc lục bảo, và chiếc xe này nó chỉ có một phiên bản đặc biệt này thôi, chỉ có một màu xanh ngọc này thôi, không có màu khác nha. Đó thì mọi người có thể nhìn thấy những cái bát ở bên trong này, đó bát ở bên trong, dàn áo trong rất là độc đáo luôn. Xe này xứng đáng để cho anh em sưu tầm. Và tiếp theo đó là cái tem của SH Ý hay là xe của châu Âu á, nó đều sử dụng cái tem rất là lớn như thế này, và nó không có dùng chữ nghĩa nhiều như là SH Việt Nam đó, nó sẽ là dùng hình ảnh để mà cho mọi người dễ hình dung nè, hình ảnh và những con số thôi đó. Xe đắc ý nha. Rồi nhìn xuống mọi người có thể nhìn thấy nó trong nè ha, đó nó trong, khi mà đi ngoài đường nó đủ sáng thì nó sẽ trong và có thể nhìn vào bên trong luôn. Nhưng mà nó nhìn vào thì ở mức độ vừa phải thôi, chứ không phải là nó trong như gương nha, nó không phải là trong như kính bình thường, nó chỉ có độ trong nhất định thôi, khoảng đâu đó là 50-60% thôi đó. Mọi người thấy không, dàn áo nè, nó có một cái gì đó mà mờ ảo ảo, nhìn nó rất là huyền bí ở bên trong. Và màu xanh này nó cũng cực kỳ nổi bật, khi mà mình đi ở trên đường không có cái xe nào mà có cái màu xanh này. Khi mình đi buổi tối hoặc là mình đi ở chỗ mát á, thì cái màu nó sẽ sậm xuống như vậy nè anh em, nó sẽ sậm xuống như vậy ha. Nhưng mà khi mà ra cái chỗ có ánh sáng thì nó sẽ xanh lên như thế này nè. Đó, anh chị em có thể thấy không, nó xanh lè, xanh lét giống như là một cái lá cây á, xanh như cái lá cây luôn ha. Đó, đủ sáng là nó như vậy, nhìn rất đẹp. Xe thì có sẵn phiên bản 125i thôi, còn phiên bản 150i thì anh chị với em phải đặt trước. Anh chị em đặt phải vào cuối tháng 9 thì nó còn 2 xe. Đó, còn không nếu mà anh chị em trễ thì nó phải nhảy qua cuối tháng 10 nha, phải đợi thêm 1 tháng nữa. Đó, đây là phiên bản 150. Thì 150 với 125 thì nó chỉ khác về dung tích CC với lại cái tem 150 thôi. Đó, chứ 125 thì nó cũng thiết kế y chang 150 nè. Đây là chiếc 125 nè. Thì nó không có cái tem ở chỗ chữ SH ha. Đó, không có cái tem 150 chỗ đó, thì nó là 125. Xe thì thiết kế giống nhau, anh chị em thấy không? Và phiên bản 125 thì cũng vậy, phiên bản 125 thì cũng được nhà nước cấp luôn nè, SH125 Limited Edition, công ty nhập khẩu. Đó, dung tích của nó 125cc, 125 Limited Edition. Anh chị em lưu ý cái tên nó ở trên cái giấy tờ đăng kiểm nha, bởi vì những chiếc xe phiên bản đặc biệt nó sẽ được chứng nhận của nhà nước như thế, không có thể làm giả được đâu. Ai mà làm giả là đi tò đó, đi tò nha. Và chỗ nắp bình xăng của SH Ý thì nó cũng nằm ở đây thôi. Những đời mới sau này của SH150 hay 160 thì nó cũng có cái bình xăng nằm ở đây, để tiện cho việc đổ xăng, cũng như là có cái khoảng trống để mà mình có thể để đồ ở dưới cốp xe ha, nó tăng cái thể tích chứa đồ. Và chìa khóa của SH Ý thì nó chỉ có hai nút thôi, để mình mở ra cho mọi người cùng xem. Và cái yên xe thì nó là yên da màu đen đó, nó chia ra làm hai kiểu da luôn, phía trước là da hơi láng ha, phía sau là da nhám nè, da mờ đấy. Và kết hợp đó là những cái sợi chỉ màu xanh giống với cái màu áo của chiếc xe. Đó, nhìn nó khá hay ha. Và đây là cái chìa khóa của xe SH Ý đây. Thì chìa khóa của hai phiên bản thì nó đều giống nhau, cũng đều có hai chìa remote cũng như là hai cái cây để mở cái cốp ha. Đây là hai cái chìa khóa phụ, khi mà mình hết bình mình mới sử dụng tới cái này. Đó, còn đây là hai cái chìa remote của SH Ý. Và ở trên cái chìa này mọi người có thể thấy nè, UK nha, UK luôn, nó có chứng nhận này kia là của châu Âu nè, nó đạt tiêu chuẩn, nó nói chung là đồ của châu Âu thì nó sẽ có tên, có mã đồ này kia rất là đầy đủ. Và ở trên cái nút bấm này thì chắc mọi người có thể nhìn thấy sự khác biệt rồi. Xe của Ý, của châu Âu thì nó không có chìa, không có nút chống trộm đó, nó không có nút chống trộm nha. Nhưng mà xe thì nó đã có auto là chống trộm rồi, bởi vì nó sử dụng chìa khóa từ, chìa khóa remote smart key, cho nên cũng không thể nào mà hack được, chỉ là không có báo chống trộm thôi, kêu tít tít á.
Đó, chỉ có Việt Nam mình chống trộm là do trộm nhiều quá thì nó phải có thêm cái báo động cảnh báo tít tít thôi. Đó, còn ở bên nước ngoài châu Âu nhiều khi nó là một cái sự riêng tư, cho nên ở thị trường nước ngoài họ không có gắn thêm cái kêu tít tít. Đó, thậm chí là mình tìm xe cũng không có kêu tít tít ha. Tìm xe là chỉ có chớp đèn thôi. Đây là tìm xe nè. Nhưng mà khi mà mình ngắt kết nối giữa chìa khóa với chiếc xe thì là chiếc xe nó đã có chức năng chống trộm rồi. Bởi vì ngắt kết nối là chiếc xe nó không có còn khởi động được nữa. Đó, chìa khóa thì nó là chìa khóa bếp từ. Đó, giống như anh chị em hay nói khóa bếp ga đó, nó chỉ vặn thôi ha, nó không có cắm chìa. Mình nói hơi nhiều nhưng mà cũng nói để cho anh em nghe. Đó, nút này ngắt kết nối, nút này là tìm xe. Đó, cái này là đang tìm xe, ngắt kết nối mình đè lâu vô. Đó, nó ngắt kết nối là không có thể khởi động được xe nha, không thể mở cốp luôn. Đó, cái này là nó đang kết nối là màu xanh nè, mình đè lâu vô thì nó sẽ ngắt kết nối. Khi mà mình muốn kết nối lại để mà khởi động xe hay là đề xe thì mình đè lâu vô. Từ màu đỏ nó chuyển sang màu xanh là ok, bấm thử một cái nè, đó. Nó đang kết nối với xe ha, nhưng mà mình tắt đi. Đó, ngắt kết nối. Và cái này là nút tìm xe, nó chỉ chớp đèn thôi, nó cũng không có cái kêu tít tít luôn. Đó, thì cái đó là cái điểm đặc trưng. Đây, trên cái chìa thì nó cũng có dán cái tên của xe nè, SH150. Đó, SH150 nhưng mà dung tích thực nó là 157cc. Đấy, gần bằng 160 luôn, cũng khá là lớn. Rồi, thôi để mình cho anh em xem tiếp ở trong cái cốp của chiếc xe này. Đây, cốp rất là lớn nha. Cốp cực kỳ lớn luôn, bởi vì cái thùng xăng của nó đã dời về phía đằng trước rồi, cho nên ở dưới cốp này nó rất là trống, để rất là được nhiều đồ. Cũng như là ở đây là cái bình điện của xe, bình ắc quy. Trước đây thì bình ắc quy hình như nó nằm ở bên dưới sàn xe, còn bây giờ nó nằm ở bên trên nè. Đó, nó nằm ở bên trên ha. Nếu mà nó nằm ở bên dưới luôn nữa thì ngon, nhưng mà chắc là ở bên dưới sàn nó là dướng cái bình xăng cho nên nó dời lên trên này. Đó, nó thế chỗ cho cái bình xăng, nhưng mà nó lại có một cái khoảng trống ở chỗ này luôn. Đó, và xe Ý đây. Xe Ý thì các cái giấy tờ rồi những cái sách hướng dẫn đồ này kia là tiếng Anh hết nha. Tiếng Anh hết, UK. UK nói chung là nó tiếng Anh không à. Nó có các chỉ số đồ này kia ha, chỉ số độ ồn ECU đồ này kia, Honda Moto Euro. Đó, anh em thấy không? Thì xe này nó dành cho thị trường châu Âu á, cho nên nó sẽ để là Honda Euro luôn chứ nó không có để là Honda Ý nữa. Nó xài chung cho các nước ở châu Âu. Tem của xe nè cũng thể hiện rất là đầy đủ nè. Những cái xe Ý đời 2011, 2012 đổ về trước, anh chị em đi xe Ý thì cũng biết được mấy cái tem này ha. Rất là quen thuộc của một chiếc xe Ý. Rồi, bên dưới cốp này thì chiếc xe nó cũng có lỗ sạc USB luôn nha. Lỗ sạc USB Type-C để mình sạc điện thoại á, cũng như là sạc những cái thiết bị khác. Và ở phía đằng trước của cái thùng thì ở đây nó cũng có nè. Không, có mã của SH150 nè. Màu là cái gì nè, anh chị em search ở trên mạng á thì nó sẽ ra đúng cái màu. Search cái mã này sẽ ra đúng cái màu xe. Đó, rất là rõ ràng. Nói chung là ở nước ngoài thì họ làm rất là rõ ràng. Honda Moto Euro nè. Đó, Made in Italy nè. Đó, nó để rất là nhiều chỗ ha. Made in Italy, rồi ở dưới cái phần khung xe nó cũng có để Made in Italy nữa. Nó để là Honda Italy nữa. Đó. Xe Ý thì không có chối cãi được rồi. Ai nói gì nữa bây giờ. Nhiều người thì cũng nói là xe Việt Nam rồi xuất qua bên đó, nhưng mà không phải nha. Xe này là sản xuất ở bên đó, chỉ có cái phiên bản này là được sản xuất thôi. Sản xuất ở bên Ý thôi. Đó. Còn linh kiện thì trên toàn thế giới thì bây giờ các linh kiện nào mà đủ tiêu chuẩn thì cũng có thể xuất qua bên nước ngoài, xuất qua bên Ý. Tại vì những cái linh kiện đó nhỏ thì bên Ý họ không có làm, họ đỡ tốn nhân công. Nó có sẵn ở nhiều nơi như là Thái Lan, Việt Nam hay là của Nhật á, thì họ cũng đều xuất qua bên đó những cái linh kiện nhỏ để mà cấu thành lại một chiếc xe. Nhưng mà về cơ bản á, là chiếc xe này nó vẫn được là sản xuất tại Ý. Đó, mọi người lưu ý chỗ đó ha. Nhiều người thì nói Made in Việt Nam. Made in Việt Nam là không có đâu. Made in Việt Nam là chỉ có những cái bộ phận nhỏ nó tạo ở trên cái con xe, nằm ở trên cái con xe thôi. Đó, nó là Made in Việt Nam.
Rồi nó có Made in Thái Lan nữa nha, Made in của Nhật Bản nữa. Nói chung là những cái linh kiện cấu thành một cái xe, nhưng mà cơ bản là chiếc xe này nó được sản xuất tại Ý, và chất lượng của nó là chất lượng châu Âu, chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu đó, nó không có theo ai hết á, nó là cao nhất. Anh em chơi xe Ý rồi anh em hiểu. Cảng của Ý nè, cảng SH Ý là rất là to, để có thể gắn được cái thùng hành lý ở phía sau, cũng như là nó có cái nút mở điện của cái nắp thùng sau, cái nắp cốp thùng sau ha. Cảng điện, cảng rất là lớn. Xe SH Việt Nam thì nó dùng cảng nhỏ và nó cũng không có gắn thùng được, chỉ có xe Ý thì mới gắn thùng được thôi. Đó, động cơ là 157cc, cho công suất đâu đó vào khoảng là 16 mã lực, cũng tương đối là mạnh nha. Và lốp của xe là trang bị lốp Michelin City Grip, và lốp này là do nhà máy ở Serbia, nhà máy của Serbia sản xuất luôn. Nó có đóng cái nơi sản xuất của cái vỏ này nè. Đó, thì những cái món phụ kiện, linh kiện đồ này kia nó cũng phải nhập từ những cái đơn vị thứ hai, thứ ba qua để mà nó ráp lên. Nói chung nó phải đủ tiêu chuẩn của châu Âu á thì họ sẽ ráp lên. Ở bên này thì mình không có thấy, chắc qua bên này mới thấy nè. Đây nè, ở trên vỏ mọi người có thể thấy nó là Made in Serbia ha. Đó, Serbia luôn. Vỏ của Michelin, vỏ của hãng Michelin City Grip. City Grip rất là nổi tiếng. Này, vỏ này đi tốt, bám đường rất là tốt. Nhiều anh em cũng phải độ lên cái vỏ này nữa. Đấy, thì mọi người có quan tâm tới dòng SH150 á, thì mọi người có thể liên hệ để mà đặt hàng trước nha. Đặt hàng trước mới có xe. Còn với phiên bản 125i thì hiện tại đang có sẵn, nhưng mà chỉ có vài xe thôi, số lượng khá là ít. Và sắp tới thì cũng có thể là dòng SH125 này nó cũng sẽ tuyệt chủng, không có còn xe để mà đưa về Việt Nam nữa nha anh chị em. SH125 này thì nó cũng khá là ít xe, chỉ có 150 thì nó có nhiều hơn thôi. Nhưng mà 150 thì phải đặt hàng trước. Rồi, anh chị em nào quan tâm thì cứ liên hệ với mình nha. Em là Hưng Xe Cỏ.